Vâng, con xin chào cô, chào chị và chào bé. Con hôm nay là đại diện cho hội bác ái Francisco đến đây trước là để thăm gia đình mình. Bởi vì được sự giới thiệu của sơ hạnh thì con có cơ duyên đến đây để gặp. Trước hết con xin được chào cô tên gì ạ? Tên Sáng cô. Cô tên Sáu, còn chị? Em tên Búp. Chị tên Búp, còn con tên gì? Luân. Con tên Luân đúng không? Con tên cái gì là Luân à? Con tên Nguyễn Hoàng Luân. Nguyễn Hoàng Luân, năm nay con học lớp mấy rồi Luân? Lớp 1. Năm nay con học lớp 1, con đang học ở đâu? Học ở lớp tình thương. Con đang học lớp tình thương hả? Sao con không đến trường mà con lại học lớp tình thương? Dạ con không có tiền. Con không có tiền. Từ đây mà ra lớp tình thương của con xa không? Xa. Xa lắm hả? Ai đưa con hàng ngày đi học? Dạ mẹ. Mẹ con hả? Ừ. Vậy thì mẹ là em được biết là chị hàng ngày như đi ghe đúng không ạ? Dạ. Chị có thể nói về cái hoàn cảnh của mình cho mọi người biết không ạ? Cái xong á chị, lúc á thì nước kém á thì mới có được cá nhiều, còn khi mà nước không kém, nước lớn thì không bắt được cá, có khi 40 ngày thì cũng chỉ một ngày 2-3 ký thôi. Một ngày 2-3 ký, vậy thì một ký được bao nhiêu tiền vậy nhỉ? Một ký 20 có, 15 có, 25 cũng có. Vậy một ký mà tính cao nhất là được 20 ngàn, mà 3 ký vậy là được 60 ngàn. Vậy 3 ngày mình mới có thể được 60 ngàn. Với thu nhập bình thường một ngày 3 ngày 60 ngàn thì kể ra là mình cũng rất là gặp những cái khó khăn đúng không chị? Vâng. Con chào bác, lúc con có nghe nói bác đang bị đau, vậy bác có thể nói cho con biết là bác bị sao không ạ? Bị mà ung thư tử cung á cô ơi. Dạ. Rồi giờ cái không có tiền rồi đi trị bệnh, cũng nhờ sơ hạnh mà dắt đường cho đi bệnh đi khám. Đi khám coi mà về bữa nay cũng cả tuần rồi cái không có tiền rồi đi khám cũng sợ. Rồi thấy thôi cũng bỏ qua luôn rồi không có đi được. Rồi giờ không có tiền rồi giờ biết sao giờ cô, giờ hoàn cảnh nghèo rồi thôi cũng phải ráng chịu. Ước mong giờ không có tiền mà đi trị bệnh vậy thôi. Dạ. Yeah. Mà chỉ cho lành mạnh bệnh người ở nuôi cháu. Dạ. Yeah. Vậy thì hàng ngày mà mình sống ở trên ghe này thì cái cuộc sống của mình nó như thế nào? Bác có thể nói qua cho mọi người biết được cái cuộc sống trong ghe của mình không ạ? Dạ, cuộc sống trong ghe như giờ ghe thì nó nhỏ quá cô, giờ không có chỗ ở, giờ hai bà cháu cũng ở trên cái bè độn nhà ở như gì. Mà ở đây bây giờ là nó cũng hôi quá cô ơi, cũng phải gán chịu, mình nghèo mà không có cái chỗ nơi gì ở hết trơn á cô, ở dưới sông nước. Chứ phải có cái nhà ở thì cũng đỡ, giờ mình không có. Không có giờ cũng phải ở ráng chịu vậy chứ. Vậy nước sinh hoạt hàng ngày của mình thì dùng làm sao đó bác? Dạ nước thì đi đổi uống. Rồi như dưới sông thì nó dơ quá đi, nó hôi quá. Rồi đi sinh mà xài chứ không có nước xài cô ơi. Mình không có nước xài. Dạ. Rồi ví dụ như là ở đây thì con thấy là không có vắt này thì chắc là đêm mình sẽ lạnh lắm đúng không ạ? Dạ. Vậy thì nếu mà bây giờ cho bác một cái ước mơ, một điều ước thì bác sẽ ước cái gì trước tiên nè? Ước sao thì cho có cái chỗ ở, cho nó đừng có hôi rồi. Chỗ này thì nó hôi hám quá, với nước rồi nó thúi á, mà mình xài cũng không có được. Với hai nữa, như có tiền trị bệnh rồi với cô. Dạ. Không có cái chỗ nơi gì, giờ cũng phải gắng chịu chứ sao giờ. Vậy thì bây giờ ước mơ của bác sẽ là có một chỗ nhà ổn định. Để ở chỗ rồi ở gì, bà cháu rồi ở cũng được, con cái rồi ở cũng được, chứ giờ như gì ở ba cái mút ở dưới sông này bữa nay thì ở được thì mơi nhiều khi nó chìm cũng có nữa cô ơi. Bây giờ biết sao giờ gãy cây là nó bị dạt ra. Nhà mình được dựng lên những cái tấm mút phải không ạ? Những cái tấm xốp của mình, mấy cái tấm thùng đó cô, gì vớt rồi đem vô rồi đổ rồi làm ở vậy đó. Là mình ghe mình bấp bênh trên đó. Dạ. Trên sông nước. Dạ, ước mơ của chị bây giờ, chị nói ước mơ của mình lên cho mọi người biết ạ. Em ước mơ là sau này có được cái chỗ ở ổn định cho bé Linh nó đi học. Dạ. Đấy, mình cũng chỉ muốn hy sinh cho con cái được học, để đến trường bằng bạn bằng bè phải không chị? Dạ, những người mẹ. Còn con ước mơ gì nào? Dạ, ước mơ con được đi học. Con ước mơ con được đi học à? Con thích học lắm đúng không? Dạ. Rồi con học mai mốt lớn lên con làm gì? Con muốn làm gì nào? Để tạm thời bây giờ là con chỉ biết là con ước mơ được đi học thôi đúng không? Con đi học ở nhà các sơ con có thích không? Dạ thích. Con đi học ngoài đấy có đông bạn với con không? Có. Dạ. Các bạn ở trong lớp tình thương con đúng không? Dạ. Vậy là hàng ngày con mới ra nhà các sơ để con học đúng không? Dạ. Qua chương trình của hội bác ái Francisco thì vừa rồi chúng ta cũng đã giúp cho các bé có một chút những kinh phí để hỗ trợ cho các bé có thể yên tâm đến trường. Thì qua cái chương trình này
Cũng kính xin quý vị hội bác ái Francisco tiếp tục thương giúp tất cả những mảnh đời còn kém may mắn hơn chúng ta đang ở tại quê nhà, những ước mơ được có tiền để chữa bệnh, những ước mơ có những căn nhà ổn định để sống, và những ước mơ của những trẻ em được có tiền để đi học như những đứa bạn. Đó là những ước mơ rất thỏa đáng. Thì cũng kính mong quý vị ân nhân gần xa thương để hỗ trợ cho tất cả những mảnh đời còn kém may mắn hơn mình. Vâng, con cũng xin cảm ơn cô, cảm ơn chị và cảm ơn bé Luân rất nhiều. Cảm ơn bé Sơ nhiều.